chiều chủ nhật. Đừng có đứng. Đúng quá, mát quá. Thấy không? Thấy mây không? Thấy. Mặt trời không? Đó, mặt trời lặn rồi đó. Mặt trời lặn có ánh hào quang luôn. Đấy chứ đây được. Lâu. Mình coi mặt trời lặn, Minh Hương. Hả? Cái ngày mặt trời lặn con thấy mặt trời lặn không? Hả? Mặt trời lặn có ánh hào quang lên đó, thấy chưa? Có ánh sáng chiêu chiêu chiếu lên đó. Kêu chi âm sụp. Đâu? Đâu? Mẹ thấy nhà mẹ thấy không? Thấy. Hả? Mẹ nói hả? Mặt trời trời đâu? Kìa mặt trời đó, thấy không? Đâu? Đó, mặt trời đó đó, nhìn đó thấy không? Đó. Có ánh hào quang lên thấy không? Tại sao mặt trời nó lặn mà lặn ngay xuống dưới mây á, dưới mây đen á, cái chiếu lên thì thấy không? Thấy chưa? Ừ. Đang chuyển mưa mà. Mưa à? Ừ. Đâu? Đâu? Mặt trời lặn đó, nhìn lên đó à. Đó, dưới mày kêu cuốn rồi. Mưa đường ghê quá. Đâu đâu? Đâu? Đang mặt trời lặn từ từ xuống rồi kìa. Người bị bệnh rồi đó, con sẽ cấp cứu. Ừ. Mình thấy có ánh hào quang không? Đâu đâu. Ủa sao mình đi vô nó nghe